Ngày xưa, có hai mẹ con sống trong một túp lều tranh nhỏ nơi xóm vắng. Người cha mất sớm, hai mẹ con làm lụng vất vả lắm mới đủ ăn. Một hôm, bà mẹ ốm nặng, biết làm gì giữa nơi hoang vắng và cảnh nghèo túng này. Cô bé chỉ biết đắp chiếc áo độc nhất của mình cho mẹ, rồi ngồi bên chăm sóc mẹ. Mẹ ơi, mẹ có đỡ chút nào không mẹ? Con ơi, con đi mời thầy thuốc về đây. Mẹ thấy trong người khó chịu lắm. Vâng, con sẽ đi ngay. Mẹ ở nhà chờ con nha mẹ. Cô bé vội vã ra đi. Dọc đường, cô gặp một cụ già râu tóc bạc phơ. Cháu đi đâu mà có vẻ vội vàng thế? Dạ, cháu đi tìm thầy thuốc cho mẹ cháu ạ. May quá, cụ già chính là người thầy thuốc. Cụ theo cô bé về nhà để xem bệnh cho mẹ cô. Sau khi khám xong, cụ già bảo: mẹ cháu bị bệnh nặng lắm, bà sẽ cố chữa cho mẹ cháu khỏi. Cháu hãy đi đến gốc đa đầu đường, hái cho ta một bông hoa trắng thật đẹp về đây. Bên ngoài trời rất lạnh, cô bé đi trong giá rét với chiếc áo mỏng trên mình. Đứng bên gốc đa đầu rừng, quả nhiên cô thấy một bụi cây có một bông hoa trắng rất đẹp. Cô ngắt bông hoa, tay nâng niu cầu mong mẹ tay qua ngày khỏi. Bỗng nhiên cô bé nghe có tiếng nói: một cánh trên bông hoa sẽ là một ngày mẹ cháu được sống thêm. Cứ mỗi một cánh là mẹ cháu sẽ được sống thêm một ngày nữa. Cô bé nhìn bông hoa khẽ đếm: một, hai, ba, 20. Trời ơi, còn có 20 ngày nữa thôi ư? Suy nghĩ một lát, cô bé nhẹ tay xé mỗi cánh hoa ra thành nhiều sợi. Bông hoa trở nên kỳ lạ, mỗi sợi nhỏ biến thành một cánh nhỏ dài và mượt, nhiều không sao đếm được. Cô bé sung sướng chạy về nhà. Cụ già tóc bạc bước ra cửa tươi cười nói: mẹ cháu đã khỏi bệnh, phần thưởng cho tấm lòng hiếu thảo của cháu đây. Từ đó, hàng năm vào mùa thu, những bông hoa nhiều cánh nhỏ dài và mượt lại nở bung hoa sắc. Đó chính là bông hoa cúc trắng đó các em. Cô Lan vừa kể cho các bạn nghe xong câu chuyện bông hoa cúc trắng rồi đó. Các bạn thấy hay không? Yes, hay. Mời hai cho cô chị vỗ tay đi.